Chiều ngày 8 tháng 11, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 và lực lượng chức năng Việt Nam đã tiếp cận tàu Helios Leader đang neo ngoài khơi Vũng Tàu để tiếp nhận hơn 300 người Sri Lanka mà tàu này đang cứu trên vùng biển Trường Sa. Đi cùng đoàn trên tàu SAR 413 còn có đại diện của Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước đó tàu cá Lady O3311LD, quốc tịch Myanmar, chở 303 công dân người Sri Lanka, nghi vượt biên trái phép sang một nước thứ ba. Theo một chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lúc 18 giờ ngày 6 tháng 11, khi tàu cá trên đến khu vực quần đảo Trường Sa thì bị phá nước và trôi dạt trên biển, tàu phát tín hiệu cấp cứu. Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11, tàu chở hàng Helios Leader, quốc tịch Nhật Bản, từ Nhật Bản đi Singapore đã tiếp cận và đưa toàn bộ 303 công dân và thủy thủ người Sri Lanka lên tàu và hành trình về Vũng Tàu. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hầu hết những người được cứu từ tàu cá, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đều khỏe mạnh. Chỉ một số người là nam giới bị xây xác. Do số người được cứu quá đông nên tàu SAR 413, lực lượng chức năng đã huy động tàu cảnh sát biển 8001 ra khơi để cùng đưa những người gặp nạn vào bờ.